Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình tên là Nghệ. Chúng ta sẽ tiếp tục với Ghost Recon Wildlands. Và chúng ta đang đi tới nhiệm vụ mới đây. Và nhiệm vụ của chúng ta lần này là tên là El Chido. Và nếu mà làm nhanh cái hàng nhiệm vụ hàng này thì mình có thể làm xong nhiệm vụ hàng này luôn. Tại vì nãy mình có lỡ làm để mình upgrade một số thứ rồi. Cho nên lát chúng ta vẫn sẽ quay lại cái nhiệm vụ này và đánh cái chùm cuối là El Cardinal. Thì ok, để mình vô làm nhiệm vụ luôn. Chúng ta có 5 nhiệm vụ của cái hàng El Chido. Và chúng ta không được để bị phát hiện. Chúng ta phát hiện phải tìm ra cái chỗ của thằng này mà không để bị phát hiện. Đừng có show cho nè. I got eyes on a guy who looks like the assistant to El Chido's agent. What's our play? Snatching him. Thấy thằng đó rồi nhưng mà để mình coi check xung quanh có ai không. An old fashioned tale. We see what he does. Theo assistant, chúng ta đi theo hàng đó và không bị phát hiện. Đi theo hàng đó thôi. Để xem nó đi đâu để mình lấy mình cướp cái xe máy rồi. Thì đây có cái xe máy nè. Để mình vô lấy cái, chắc cũng sao đâu. We'll let the rebels know where to find these supplies. They can pay us back later. Lấy xe nó đi mà làm hết hồn. Ôi, nó cán xe máy kia luôn rồi. Hold up, they're gonna spot you. Nó nghi ngờ thôi. Ok, chúng ta nó lấy xe để đi đi. Nó cán cái xe này luôn. I've got the bike. Cái máy nhìn xe bự vậy. Nhìn như mấy chiếc 67 ở Việt Nam vậy. Mình nghĩ là mình đi từ từ, cách nó khoảng 200m là ngon. 150 cũng được. À, cái thằng này nó đi khá là chậm cho nên mình có không nhớ thêm phải phóng nhanh. Với lại sợ là gần quá thì nó phát hiện thôi. Ôi, khu này không nguyên có địch. Tôi mình coi nó chạy ra đâu nữa. Rồi nó ra khỏi xe rồi, nó ra khỏi xe rồi. Người ta chắc nó vô cái nhà đó đó, để mình coi cái cam. Hold on. Looks like the assistant's stopping in this big building. The agent might be meeting his cartel contact here. We gotta hear that conversation. Chúng ta phải nghe lén à? Chúng ta phải nghe lén. We'll send in a drone and record the meet. I don't want to risk getting made. Ok. Chúng ta phải thả nghe lén vô đây, vô thư viện. Ủa, chúng ta đừng có đang đi theo đây. Mẹ. Hú hồn. Hold up. Ê, cái này khó điều khiển. Hết hồn miếng chơi. Keep an eye on your background. Marking a captain. Chúng ta phải thu âm 10 giây rồi thôi. Ờ vậy, phải quay lại 10 giây với phải thu âm. We got what we need. Let's move. Bowman, we tracked El Chido's agent in a meeting with Santa Blanca. The cartel people were really big on him spreading his promotional materials. Má nhìn con show này tâm ra nhiều lúc nó cũng có lợi phết đấy chứ. Mình phóng hẳn nhưng mình quay cận cảnh luôn mà nó không thấy. Ngoài đời là nó đã biến hiện nãy giờ rồi. Tại nó ngay mặt luôn rồi. Ok, nhiệm vụ tiếp theo chúng ta đã tìm một số thông tin và cái nhiệm vụ này chúng ta sẽ đi mình sẽ đi nhiệm vụ trước và sau đó tìm nhiệm vụ này. Không, cái nhiệm vụ này và tới nhiệm vụ này tại nó theo một cái đường thẳng đi cho dễ hơn, mình sẽ đi tiện đường hơn. Còn đi theo hướng kia thì nãy giờ mình đang đi cái túp bên này, mình đi xuống dưới này sẽ tiện hơn nhiều. Show cancel. Nhiệm vụ mới thì sau 3 nhiệm vụ này nữa thì chúng ta sẽ unlock được nhiệm vụ cuối. Chúng ta không còn intel nào để lấy nữa. Ok, chúng ta là phải tới cái chỗ concert gì nè. Mà nó làm gì đây mà phải có lính canh cái kiểu ghê ha. Tức là phải có mờ ám lắm mới có. Got a tango. Shit, Sicario with a minigun close to the container. Tango number
cho nó nín luôn. We got the concert venue up ahead. Let's see. The show and venue speaker, chúng tôi phải phá cái dàn âm thanh của cái buổi nhạc này. Tới đây này mở một cái concert ngay đây hay sao? Speaker, cái speaker nằm đâu ta? Này cái đèn, này cái đèn đúng không? Nhà âm thanh nó chắc cũng đâu đây thôi. Đây đây, mấy cái xanh xanh này đây. Mấy cái destroy đi đập hết đúng không? Yo, we got a small cartel element. Tell me where. Over by the dump. Target's marked. Standing by. Go order. I got their Jenny over. Got the target. Target acquired. Standing by. Ready to engage. That tango's down. Tôi bị sợ mấy cái báo động để cho nó khỏi la được. He makes five. Okay, we're still good. Watch your fire. We don't want to hit any civilians. Marking a tango. He's close to that local. They're gonna make you back up. Copy. Target marked. He's dead. Okay, ngon. Đây bay. Here's target heads number up. Five. We got a turret. Yo, Sicario with a submachine gun. Close to that nasty looking dump. Mấy ông đã bị phát hiện. Bây giờ đem đội xử đi. Cái này căng quá. Heads up, narco with a submachine gun. I've got the target. Got him, he's down. That woke him up. Their LT's trying to run. Có cái dock của mình đây. The speakers. Not for nothing, but the venue can always buy new speakers. Yeah, but El Cheeto can't buy a new pair of balls. He hears about the bombing, he runs home, tail between his legs. Ồ, chúng ta vẫn chưa biểu hiện. Hay quá anh em ơi. Chúng ta có quá trời cho quá trời skill luôn mà không có để ốc gì hết á. Để coi, mình nghĩ là mình phải tìm đồ nhiều hơn chứ mới up được cái này. C4 mình có khi nào xài cũng không cần. Mình nghĩ là mình nên nâng mấy cái này nè. Nó sẽ tiện hơn, nếu là mình muốn đi stealth cái kiểu aircraft shield. Mấy cái này cũng được. Nhưng mà cũng tùy lúc mình mới bay, mình nghĩ là nên up mấy cái mà bắn súng này nè. Mình up rất là nhiều, tại vì mình cần khá là nhiều. Có lẽ mình nghĩ là mình ưu tiên mấy cái này trước đi. Grenade launcher cũng vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ cần gasoline khá là nhiều. Và nếu mà chúng ta muốn được gasoline thì chúng ta nên đánh mấy cái mảng như là đây. Mảng smuggling. Smuggling nhưng mà chúng ta phải làm xong hết mấy cái mảng này chúng ta mới đánh được cái mảng này. Không phải là không đánh được hay không, nhưng mà ý là mình muốn làm cho nó tiện, cho nó gọn á. Diệt từng mảng, từng mảng, từng mảng trước rồi chúng ta sẽ đánh những mảng sau. Còn cái này nó cho đỡ chúng ta đồ ăn khá là nhiều. Ra khỏi chỗ này anh em ơi. Nó bố không thấy. Nãy giờ thấy rồi. Sniper's got us targeted. Let's get after it. Giờ chúng ta đi phải đi lấy I got a narco over here next to the checkpoint. Đi lấy cái xe tải để coi. Mà không bị phát hiện nha.
Như là cái thằng nó đứng đâu đây nè. Có xe tải ở đây nè, hình như là cái xe tải này thì phải. This is the hangar where the truck. Oh, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Let's keep our heads down and steal it before the cartel finds out we're crashing their little party. Ủa, chúng ta có thời gian nữa hả? Bowman wants us to steal it and swap it out for one that will detonate upon delivery. The goal is to destroy the warehouse that holds his promo material. Ủa, tụi nó không yên tâm là mình lấy cái xe này ra ngoài luôn á. Let's get this done fast. Look at all this. I'm gonna take a couple of these CDs. You can buy his MP3s online. Nó tụi nó không quan tâm luôn. Factor people. Let's just get to the RV and get back with the other truck before anybody's the wiser. Để nó đi bây giờ xe thì cũng đâu có sao đâu hả? Chúng ta còn tới 2 phút luôn à. Làm gì có Santa Blanca ở đây nữa. Talk to the rebel. Arroyo, amigo. You got a truck to swap out? Your Spanish sounds almost as bad as your English. Here's your truck. All that C4 is primed, and our bomb makers were all trained by communists. So people sell those curbs. Shit, you want to drive it? No fucking way. I beat myself a bit just driving it here. Good luck, junkie. Bye bye. Ôi, nghe còn có xe nữa. À đúng rồi, còn có xe tải nữa. Chúng ta chôm xe nó, chúng ta thay bằng cái xe khác và xe chứa bom. Ồ, chúng ta còn 1 phút 30 giây. Là nãy trên nãy mới cho mình 2 phút là cũng có lý do á. Chứ mà là đơn giản là chỉ lái tới thôi. Mình cứ tưởng là lái tới thôi chứ ai ngờ nó bắt mình lái về nữa, trả lại nữa. Kịp không ta? 1 phút kịp không ta? How long we've been gone? We should be good on time. And seeing how we've traded a truck full of CDs for a truck full of C4, I prefer that we take it easy on those terms. Nói cho tôi lái cẩn thận lắm luôn. Be racing through the countryside in a truck full of explosives. Không sao, chúng ta vẫn có thời gian. Mà lái cẩn thận đàng hoàng để không bị phát hiện. Mình nghĩ là mình đi ra cái hướng mà nãy mình đã đi vô á. Chúng ta ra vô không một bóng, như một bóng ma, không bị phát hiện. Ồ, có đèn tàu xe lửa đi ngang qua rồi, quá đẹp. Ba anh kia ở lại hay lắm. Xong. Well done, people. You traded out the trucks and didn't get blown up in the process. I call that mission accomplished. Nó tụi kia không để ý, tụi không kia không thèm quan tâm gì luôn. Ok, chúng ta đã tới nhiệm vụ tiếp theo và nhiệm vụ là nhiệm vụ 4 trên 5 rồi. Và chúng ta phải đi ăn cắp cái xe của thằng này, El Chido Car. Lấy xe của thằng El Chido đó nè. Ok, chúng ta đang mình bám này rất là sát rồi đó. Tay lái lùa. Đúng tay rồi. Oh shit. Oh man. Lắng xe mình luôn, ghê thiệt. Đấy là này mình không nên đi sát quá. Ok, tới lúc hành động rồi, anh em ơi. What the hell are you doing? Take cover. Thì mình tháo cái suppressor ra đó, cái nào mình sẽ xử mấy xe này nhanh hơn. Let's roll. Mà tới lúc xử lý mấy này rồi. Nếu mà các bạn biết cách bắn á, thì cây này có khả năng bắn đam rất là cao. Vô mấy cái xe như thế này. Đó, một phát là gục luôn. Một bé đã gục. Tiếp anh em ơi. Nó phóng đi lẹ quá. Thế nghĩa là chúng ta nên kiếm một cái xe bự bự hơn.
để chứa mấy hàng đệ để nó bắn phụ mình mới được. Mà còn chúng ta có thể gọi xe tiếp viện bên tụi Rebel nó đưa cho mình. Ôi thôi, chúng ta không nên làm liều ở đây. Ở đây có mình không muốn bị Unidad nói chuyện nhẹ đâu, cho nên chúng ta sẽ cắt khoảng một cái rồi chúng ta sẽ vô nói chuyện với nó sau. Nó quẹo rồi. Một viên là nổ liền. Má upgrade quá trời nhiều, mình up map luôn à. Chơi cỡ cái này á, nếu bạn bắn á, có một cái trick của cái STI này á, cái súng ngắm HT á, có một cái trick là nếu mà bạn canh đúng ngay cái bình xăng của cái xe á, bạn bắn một cái bụp cái nó nổ liền. Cái này lái xe ẩu vậy, nó lái xe gì trẻ trâu vậy ba. Cái này nó bắn trên xe ha, giống như bên GTA 5 á. Thôi để mình gọi xe để mình áp xe này đi. I asked the rebels to send over a vehicle for us. Here's your right, compadre. Lên anh em ơi. Buckle up, people. Chúng ta phải ép xe thằng này mới được. Alright, I'm in. Nhưng mà nó kêu là chúng ta phải ăn cắp xe thằng này cho nên chúng ta không được bắn quá mạnh. Chứ không là tụi bay sẽ thấy như hồi nãy đùng một phát. Ý mà nói tụi bay là đây là nói tụi này là má tụi bay chết chắc là con ạ. Mình không muốn bị nguyên một cái băng nó dí theo mình đâu, chỉ vì mình dí thằng này. Ready? Fire. Copy. I'm shooting these fuckers. Bắn nhẹ thôi chứ đừng bắn mạnh quá. Ready? Open fire. We'll go. Oh, điệt. Mình vô cái ổ luôn. Nhảy ra khỏi xe đi con trước khi xe nổ. Á, à, mình chưa muốn bắn thêm đâu nhưng mà xe nó gần bốc khói rồi kìa. Thôi quá, đừng có nổ nha con, đừng có nổ. Tên này rất gần cái xe đó. Má ơi, lái xe gần muốn nổ mới chạy ra. Fucking classic, nhưng mà giờ mình phá nó banh gần, mình banh nó rồi mới cho ấy được. Xe gần nát rồi, mong là nó đừng nổ nữa thôi. Mà công nhận chiếc này nó đi nhanh thiệt. Lái đã phết. Đã. Cái game này mình chỉ thấy có hai chiếc lái đã nhất là một cái chiếc mình vô tình mình lượm được. Nó khá là dài nhưng mà lái phóng nó ảo rồi. Cái tay lái nó lái còn sướng. Còn chiếc hai là một cái chiếc nhìn giống như xe mà xe xe đua mà gầm thấp á. Mình kiểu như mấy chiếc trong giải đua F1 này nọ kiểu á. Mà kiểu nhưng mà cái đó kiểu giống như chạy trong đường đất như thế này. Mà chạy rất là phê, chạy rất là đã. Nhưng mà mình không biết phải kiếm ở đâu tại mình vô tình mình đi ngang qua mình thấy nó mình lái thôi. Chứ giờ không biết mình phải kiếm ở đâu cụ thể là ở đâu thì mình không nhớ. Còn chiếc này mà lái cũng bình thường. Về tay lái này hơi khá điều khiển dễ hơn được so với mấy chiếc thường. Còn chứ mà xe này gần nát bấy bả rồi. El Chido's car. Muốn nát bấy luôn rồi. Hơn là mình chưa cho nó nổ. Không để nó nổ á, đỡ ghê luôn. Let's head out. One of Bowman's people will pick up the car. I still feel guilty stealing the man's car. I mean, kidnapping him is one thing. Ok, chúng ta tới nhiệm vụ cuối của thằng El Chido rồi. Đây. Chúng ta tìm cái đường nào lẻn lên coi. Chúng ta có xe máy mà lo gì. Đường của bên khá là dài đó, nhưng mà mình nghĩ là nên đi bộ ở đây tại vì có một thằng ở đây để mình coi. Rồi nó trong cái outpost nhỏ này nè. Deploying drone. Hai thằng. Got another tango.
clear out. I'll meet you there. Got the target. I've got the target. I don't have a shot. Taking a shot. Enemy down. Nói mình lại, mình cũng làm khá là lẹ chứ. Chúng ta sẽ tìm thằng El Chido lần này, chúng ta sẽ tìm thằng El Chido. We got hostiles in the area. Eyes on a cartel heavy machine gunner close to the turret. Có buổi ca nhạc ở đây nè. Concert mà. Đâu rồi, thằng kia đâu rồi? Down, you're giving yourself away. Cái này ca hát gì nào đây đây? Good thing we risked our lives to destroy all the promotional material. Somebody might have actually showed up for the show. Extract không được giết hả? Mình chỉ sợ là nó bỏ chạy thôi, giống vậy đó. Cho nên chúng tôi giết hết nguyên đống này. Do là mình sợ nó chạy cho nên mình phải giết hết để đảm bảo không có ai đi hỗ trợ nó hoặc là chuyện gì bắn súng ầm ầm lên thì. Đẹp đóng luôn. Tụi nó mở ca hát mà còn bắn ầm ầm đi chứ. Rồi ok, mình nghe là mình spot hết rồi đó. Mình coi mình ra lệnh cho đồng đội bắn được thằng nào hay nữa. Sửa bàn này chứ đi. Drone ain't working right. We're getting jammed. Go on, I'll make the target acquired. Copy. Target marked. Ready to engage. Mà khoan nè, khoan nè. Thằng này nó vẫn nhìn cái hướng này hoài. Mình vẫn chưa muốn bắn tại vì thằng này vẫn có nhìn cái hướng này hoài. Ok, để mình đi lên đi với cái thằng canh cái súng máy. Ui, chết cha, để gắn nòng nhân thành vô nè. Mình không muốn bị phát hiện ở đây đâu. Mình đã làm cho nó hát trên đây dữ vậy ta. Đó, quá đẹp. Có một thằng đang vẫn quay trở lại thế này thôi. Khoan đã, khoan đã. Target's marked. Good to go. Eyes on the attacker. On patrol. Watch out. That's one less bad guy. All right, breathe easy. Bây giờ tao đã biết mình chưa ta? Biết rồi, tao đã biết rồi, tao biết rồi. Nhưng máy này nó còn đang tập trung hát, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nè. Ủa đông quá, giờ nó chạy nó mới ghê chứ. Nhanh lên em ơi, nhanh lên em ơi. Hát mày kia nó phát hiện, chán quá. Thanks. Engage targets. Chà, lấy xe chạy rồi. Nó mình như ghét những cái nhiệm vụ mà capture như thế này. Rồi đi kiếm cái xe thôi. Có súng ở đây nữa nè. Để vô lấy cái nhẹ thôi. B227 ha. Địt. Trump. No hostiles evident.
Hang on, I'll drive. Thằng kia nó phóng đi lẹ quá. Đó là do tại sao là mình nghĩ là chúng ta buộc phải đảm bảo là không ai phát hiện ra chúng ta. What the fuck? Ủa, tự nhiên sao dừng ở đây rồi? Ta xây quanh đi anh ơi. Có sao tự nhiên này nó dừng lại ngay đây, mình cũng không hiểu nữa. Vô đâu mày? Có xe ở đây mà. Một con chanh, ú ngon. Ây shit. Má mày nói nhiều quá đấy con ơi. Má ca sĩ gì phế vậy. Má bắt được rồi, ngon quá. Ơi xe này lái đã phết. Cái tay lái nó điều khiển dễ hơn những cái xe khác. Ôi. Ờ thôi đi đường tắt cũng được. Mình cứ tưởng là đi thẳng hướng kia nhưng mà ai ngờ nó đi xuống dưới này, thôi đi hướng này cũng được. Chạy anh em ơi, chạy đây. Cái bà này sao bà không né được cho mà bà phóng thẳng ngoài đường, bà này muốn chết hay sao á. Má đàn bà ghê thiệt, đi bộ cũng nguy hiểm nữa. Mình biết là mình đã xe hơi ẩu nhưng mà phóng mà phóng vô trong bây giờ sao nó phóng ra ngoài. Đừng có bắn nha mấy anh em. Nó mình lái xe điệu nghệ quá. Ô cái chỗ này đẹp phết, đẹp phết đấy chứ. À, toàn bông hồng hồng không, tím tím không. Ôi wow wow wow. Có thằng đi sau lưng chúng ta nè. À không, nó đổi hướng rồi, nó đi hướng kia rồi. Chúng ta gần tới rồi. Chỗ đẹp phết. Chỗ này mình cho nó đi ngang qua nãy là do mình giao nhiệm vụ hồi nãy. Land Rock. Yo. Hola, caballero. Such a pleasure to meet you. Would you like a drink? Is this an arrest? Worker, because I have not broken any laws. O sea, I perform fiesta songs that are an honest reflection of the lives of working class Mexicanos. I read that review. Sueño paid for it. That doesn't mean it's not true. I love the new video for La Plebe Ada Antorada, by the way. And the DJ El Paso remix is pretty fucking awesome. No mames! You're a fan! Which song is your favorite? I'll sing it for you, en serio! Then get me the hell out of here! Abusamos de la Medicina is probably my favorite, but your song Buchones Heridos, the one where the narco gets gunned down in the street, that's the one we'll play at your funeral. Yes, I know, right? Espérate, what did you say? I know you're not a cutthroat like these other assholes. You're no Sicario. Did he shoot at you? No, he's an angel. Not even an unkind word out of this guy. You're just a performer singing about the Mexican working class experience. Santa Blanca forced you, against your will, to come to Bolivia. That's right, they forced me. I didn't want to come here. Bolivia! I can protect you. I can keep that buttery voice out of any nasty CIA black sites. I can keep all the cartels away. I can even get you your car back. But you're gonna have to sing. You need to tell me everything you know about everybody in Santa Blanca. You better get a pen. And a whole lot of paper. Thằng này có vẻ hiền, hiền hơn mấy người khác. Nó chỉ là ca sĩ và nó muốn hát thôi, và tụi Santa Blanca ép nó phải tới đây để hát và tuyên truyền về Santa Blanca. Ờ, công nhận cái điều đó xấu thiệt, nhưng mà thằng này tốt, thằng này không nói nữa nào. Tiền chứ đó là vấn đề tại sao à? Ủa, nó đang dí nó, tự nhiên cho nó dừng xe lại. Shame.
The whole world condemns you. Someone had leaked Ramon's story. Even without proof, the damage was done. Help me, Padre. You are beyond help. I can do nothing for you. Listen to me, old man. Do you believe that I could hurt a child? That I would risk losing my life's work for a small amount of money? Do you truly believe that? No, no, I don't. Good. Then you will hold a mass. Invite the most powerful and influential people in Bolivia. Defend me against these lies. Swear on the Santissima Muerte that what they say is false. You are not coming? No. I have business to take care of. Ramon Feliz, blogger, academic, internet journalist. All he ever wanted was to tell the truth. But whose truth? His? Feliz thought that there is only one truth. But we know that truth, like history, is written by the winner. His blog slandered me day after day after day. Por supuesto, something had to be done. So I hired hackers to track him down and offered him a job. I explained that telling my truth was much more preferable. My truth kept him alive. All Ramon Feliz ever wanted was to tell the truth. Now he had more truth than he could bear. Influence, the fine art of persuasion, the winning of hearts and minds, the grabbing of the short hairs and holding on. Santa Blanca, smart fucks that they are, figured it out. It's not enough to control the events. You have to control the story. El Cardinal, a true believer in Santa Muerte. If you're trying to influence people, it's an advantage to have God on your side. In this case, the skinny lady, the white sister, the saint of holy death, Santa Muerte herself. Because, let's be honest, there's some things even God won't do for you. El Cardinal, he's on the radio, TV, live appearances, concerts. If El Sueño controls the population through bribery and fear, El Cardinal holds them with something much more powerful, their souls. How would you like to avoid eternal damnation? Well, luckily, all you have to do is support the Santa Blanca cartel, and you will. On the other end of the public-private scale is Ramon Feliz, the narco-blogger. Don't let the quiet demeanor fool you. He's the SB's social media maven. He's their digital game. A tragic case, Feliz. He used to be a serious journalist, trying to expose the cartel for the psychotic sociopathic dirtbags that they are. But they turned him. Now, he cranks out SB propaganda like his life depended on it. For his blog, for Twitter, YouTube, Facebook. If you're not into El Cardinal, you're into Feliz. They get you both ways. These two are the yin and yang of the Santa Blanca influence machine. The sacred and the profane, the public and the private, the heart and the mind. Since his rise to power, El Sueño has been responsible for more than 7,000 murders, 12,000 kidnappings, and 17,000 disappearances. So then how the fuck is he one of the most loved people on the goddamn internet? I mean, this piece of shit has more likes than the World Cancer Society. How does that even happen? Well, one reason would be Ramon Feliz, Santa Blanca narco-blogger. Feliz wasn't always like this. He used to be a real journalist, working the crime beat for a Mexican newspaper. He wrote about the cartels. Until the cartels started targeting journalists. Forced to choose between reporting the news and their employees, the newspapers made a hard decision. They stopped reporting on the cartels. So Ramon Feliz went underground. With anonymity on his side, he started a blog, and he went after Santa Blanca. Hard. Maybe too hard.
Sueño hired hackers from a number of top universities and had them track down Feliz. Things only went downhill from there. Nowadays, Ramon Feliz no longer writes about Santa Blanca. Ramon Feliz writes for Santa Blanca. Sent from drug-sniffing dogs. Pretty fucking devious, you ask me. Then the plan's a legitimate target. Let's get after it. I'm back, Bowman. What happened? Wait, you know what? Never mind. We're gonna use the evidence you obtained from Ramon Feliz's hard drive to expose El Cardenal for the hypocritical fuck he really is. I'm good with that. When and where? I'm sending you the coordinates of a village in Malka province where we can link up. Bowman out. Fucking savages. His data should be somewhere around here. Shit, the hard drive is missing. Bowman, Feliz is dead and his hard drive's gone. The murder made quite a goddamn mess, didn't he? How the hell did you know that? Because the moron just tweeted a selfie of himself at the scene. He geotagged the photo in the tweet. Sending you the location. Get there fast and see if you can recover Felice's hard drive before it's destroyed. On our way. Drone is up. Hold up. We got hostile activity. Motherfuck. We've got eyes on our killer. We need that hard drive. Take him alive. Come get some, pendejo. Coopere y todo saldrá bien. Gotcha, you sick fuck. What are you talking about? I didn't do nothing! You took a selfie with your victim, you idiot. You saw that? Fucking badass, right? You think that was badass? Wait till you see what I do to you. Hint, it involves a wire hanger and a whole lot of electricity. Chingado, man. What do you want? Ramon Feliz's hard drive. Now. That's it? And I already dropped it off with those hacker nerds. Not far from here. Let's grab that hard drive fast, before Santa Blanca wipes it. Let's go.
coming up on the place where the killer said the hard drive should be. Eyes up. I got one narco over by the crate of comm gear. Sicario over here, over by the parking area. I got a third target. Just spotted one with submachine guns. That makes five. Two Sicarios. Popping a flare. They saw our flare. We got him. Nest. There's the hard drive. Secure it. Bowman, we've secured Feliz's hard drive. Good work. It's intact? Affirmative. We plugged a key into it and are uploading the data to you now. Excellent. According to Feliz's blog, Santa Blanca is snatching Bolivian children and sending them to Brazil, Argentina, and Mexico as slave labor. Now we can make his proof public. Nobody sympathizes with child traffickers. Not even drug traffickers. Why are we meeting here? El Cardenal's gonna give a sermon to the Bolivian public to calm them about the child trafficking, but we've got the means to discredit the cartel. Show this video to that congregation, things will melt down quick. After that, snatch and grab Cardenal, bring him to the RP. Roger that, we'll see you there. Cái chỗ này của thằng này nhìn giống như cái thánh đường vậy á. Khá là giống luôn á. Ủa, hình như có thằng sniper ngay đây. Đúng rồi, sniper. The inner bags get an airtight seal and the quinoa helps conceal the scent from drugs. Chúng ta làm đẩy vô nhanh được không ta? Chúng ta phải hát mà không bị phát hiện nha. It's a legitimate target. Let's get after it. This thumb drive's got video evidence that the cartel is smuggling children. We broadcast this shit while the Cardenal's giving his speech. Shit, they'll go from following him to calling for his blood. And he'll either leave with us or stay and get strung up. Dính liền. Yeah.
Tự nhiên này mình thấy có thằng trên kia luôn. Vô đây em. Còn vô đây hoặc ra đây nè. Chúng ta phải bình tĩnh xử lý đã. Whoa, whoa, whoa. Just spotted one of the submachine guns. I see a second target. I got a target carrying submachine guns. Steady. Đây còn một hàng bên đây nữa. Đây, 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 đây. Đây là mình để cái thằng này ra ngoài chút đi. Hai thằng để đây. Mình chỉ sợ là bắn thằng này cái thằng tốt bên đây nó biết thôi. Đây. Target's marked. Good to go. The word, boss. Chỉ còn món này đó. À, mình tính kỹ vậy. Có supply đây luôn. Ngon vậy. We'll leave a marker so the rebels can pick up these supplies later. Thôi để coi mình cái đường vô như thế nào đây. Không biết chúng ta có hack từ bên ngoài được không ta? Wow, wow, để mình vô cái đường cổng chính này coi. Wow, tụi nó đang giảng đạo về đạo Elsie nhờ. Wow, ngon. Chúng ta không hát từ xa được nha. Mà buồn là chúng ta phải vô tới trong đây luôn. Hát bằng tay rồi, cái này phải hát bằng tay rồi. Để coi. Nhưng mà này phải có đường vô thì đó. Chứ à đây. Chứ mình đi cổng chính là kiểu gì cũng khó vô. Nếu mà đi ngay đây thì có cái đường ở đây. Đường ở đây, cái đường này. Rồi rồi, cổng chính cái đường này bên đây phải. Bỏ hết luôn đi. Tức là chúng ta biết đường vô rồi đó. Mình đang đứng tốt lần đây. Một thằng ở đây à. Rồi mình có thể lẻn một phát qua tới đây được. Có thể là chúng ta đi hướng này vô được. Ờ hướng này, có hướng này vô được nè. Chỗ này rộng lớn quá mà nó còn bắt mình đi stealth nữa chứ. Này ghê vậy. Yo, cartel gunman, near the Santa Muerte Church. Để mình check lại thêm một lần nữa coi. Cái chỗ nào ta? Ê da, xin lỗi cái tượng. Má thần thánh gì đứng ở đây nè. Má thần chết thì sao cầm nguyên cái lưỡi hái. Vô đây nè. Giờ chúng ta vô đây cho phải canh cái hướng bên này ra. Có thằng nào, thằng này đứng tốt lần đây rồi. Bên này quán này không biết có ai phát hiện không ta. Mình nghĩ là không. Mình chỉ sợ nó thấy thôi. Này di chuyển rồi, này đi di chuyển rồi. Phóng qua luôn, phóng qua luôn. Cái chỗ này hát não rồi, đã bắt đầu hát não rồi đó. Mình chưa muốn bắn mấy người kia đâu. Khoan đi đã.
sao bây giờ để vô ta? Remember, low and slow. Let's find the broadcast terminal and start the upload. Lên từ từ thôi, lên từ từ thôi. Đừng phát ai phát hiện ra nha trời. Má đi đẹp lắm rồi đó, nãy giờ đi đẹp lắm rồi đó. Hay là mình để mấy sniper của mình xử lý đi. Tại mình mà bắn cái tụi này nó sẽ nghe. Cái thằng này nó có ai đứng ai canh nó không ta? Mình chỉ sợ mình bắn nó một cái là nguyên đá phát hiện rồi chứ gì. Mình nghĩ là không. Nhưng mà cũng khoan bắn này đi. Ủa đẹp quá, đẹp quá, đẹp. Mình nghĩ là không, mình khoan, mình chưa muốn bắn nó. Tại nếu mà mình bắn nó mình chỉ sợ là thằng kia nó thấy thôi. Ủa mà ghê quá. Lẹ anh em ơi. Extract hả? Không được giết hả? Để cho nó chạy thôi. Fire. Engage targets. Kệ là khỏi chỗ này anh em ơi. Bắn đi, bắn đi. Bắn hết luôn anh em ơi. Giáo hoàng, quái gì đi rồi nói đi Lamborghini nha. Vô xe đi, vô xe đi. Đúng rồi, vô xe nếu mà mình gục cũng không sao. Chỉ sợ nó bắn bởi cái xe này thôi. Cứu, cứu, cứu anh em ơi. Hơn lắm, là trước khi mình làm nhiệm vụ này mình có nâng cấp cái dụng ở Car Shield á. Là nó... Nếu mà lái xe, xe nó cho bò hơn nhiều. Wow, what the fuck. Ra khỏi cái chỗ này đây. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Không, nếu mà tính là gục thì gục cũng đỡ, cũng có hay đó, nó không có hiện ra chỗ mình nữa. Chúng ta chỉ chuyện bị săn thôi, chúng ta không bị phát hiện, không có engage. Tụi nó sẽ không có dí theo chúng ta. Đó là lý do mà gục cũng là một cái tốt. Nhiều lúc bạn sẽ muốn gục tại vì tụi nó sẽ không đi theo bạn được nữa. Tại vì tự nhiên bạn gục lên cái là nó vừa dễ và dễ hay chưa phát hiện được bạn. Cho nên giờ đâu ai đi theo chúng ta nữa đâu. Quá dễ. Mà cái lúc mà nãy đột nhập vô mới là khó. Ain't vanity one of those seven sins, Padre? I am no longer wasting my time talking to you. Điện tắt cái nhẹ ha. Sao làm quá gì trời mưa vậy? Nãy giờ mình gặp cái game này trời mưa cũng mấy lần rồi đó. Wow, 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 wow. Làm quá vậy, chặn đường ghê vậy. Làm quá vậy, tụi bay chặn đường ghê vậy. Có mà mình vừa mới đi ngang một cái chặn đường của tụi Santa Blanca luôn, ghê thiệt. Nó hơi thì chưa biểu hiện, mình không muốn nó bắn bởi cái xe này thôi. Tại đường nó còn khá là dài, mình để cho nó bắn thì nó hơi mệt. Chúng ta đang muốn về trong im lặng. Ra vô like a boss man. Giống như Hitman nha. Tụi nó chỉ nghi ngờ thôi, nhưng mà tụi nó không. Chúng ta đi hỏi cái tầm phạm vi của nó thì nó sẽ không quan tâm nữa. Mấy này nó vậy á. Chủ yếu là lười. Mấy anh niên là lười là nhiều. Ok. Đâu rồi. Chúng ta gần tới rồi, gần tới rồi. Thả ra cái nữa là chúng ta xong cái hoàn thành cái mảng mảng này mảng gì ta, mảng ảnh hưởng influence. Rồi chúng ta vẫn còn một cái khoảng khá là dài với Ghost Recon Wildlands là
Còn chúng ta còn tới 2 mảng rồi mà. Nhưng mà không biết là mình ráng mình cố gắng xong trong mấy ngày sắp tới được hay không nữa. Nhưng nói chung là mình vẫn sẽ cố gắng thôi. Ráng càng nhanh càng sớm càng tốt. Lên em ơi. Gần tới rồi mà mình làm nhiệm vụ này quá đẹp. SB builds them for their Pachonis. I've got a healthy enough ego to say I want something like this when I die. What are you, a SEAL? Because I don't know any quiet professionals who'd need something like this. Let's see what His Holiness has to say to Bowman. Diego, we were so proud to hear Pacatari's speech on SBC. Our priest has taken a vow of silence. You should actually read that when you're in prison. La conozco. No te apures. If a sinner chooses to worship at my church, if he chooses to pray with me, it is my duty to God to help the flock find its way. It does not make me a criminal. No. Money laundering makes you a criminal. Your church is built on a foundation of trafficking in white powder and kids. Usted no entiende. I felt horrible about those children. If that's true, then confess. Right here, with me. Absolve yourself of your sins. May God forgive me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Rồi xong, chúng ta đã xong. Má cho lần tới 15.000 quá trời. Để mình đi nâng cấp coi. The image was broken. The dream was crumbling. My church was dying out. Many of my men were leaving me. The campesinos were no longer afraid to slander my name. Those who hated me said I did all of this out of pride. The mausoleum, the websites, the Bible. They said I did it out of vanity. But if they could have seen it, if everyone could have seen my dream, they would have understood. I did it for them, for the sicarios, the farmers, the miners. I did it so they would dream of a better life for themselves, so they could envision how great they could become, how great they could make Santa Blanca, and how great Santa Blanca could make them. But when you get a glimpse behind the curtain, then you realize that the magic is nothing more than smoke and mirrors. And the glory which you once aspired to is nothing but a sham. Ok, và có lẽ mình sẽ tạm dừng tại đây và hẹn các bạn trong những tập tiếp theo của Ghost Recon Wildlands. Và mình sẽ đẩy nhanh tiến độ trong những tiếp theo để có thể hoàn thành series này sớm để chúng ta có thể có một series mới trong ngày 4 tháng 4 sắp tới. Ok. Và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của Ghost Recon Wildlands. Bye bye.